Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ kỷ niệm một năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và hướng tới kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong cơn bão Yagi. Điểm lại lịch sử quan hệ hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng đây là một quá trình hiếm có và là hình mẫu trong quan hệ quốc tế về hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Khẳng định quan hệ hai nước hiện nay đúng với ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ năm 2015. Chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tầm nhìn tươi sáng cho quan hệ hai nước trong tương lai, để hai dân tộc chúng ta, con cháu chúng ta luôn là bạn và đối tác tốt của nhau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau, hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả tuyên bố chung giữa hai nước, tiếp xúc trao đổi đoàn cấp cao, đưa hợp tác khoa học công nghệ cao, đào tạo nhân lực chất lượng cao trở thành đột phá chiến lược, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường đối thoại, phối hợp đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.